Bữa nay mình sẽ câu bằng con bóp đúc bít đất của Megabass nha mọi người. Đây, hàng xịn nha. Đó. Con này nó nổ dữ lắm nè. Bụp 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 bụp. Đây các bạn ơi. Tên gì ơi? Hôm nay mình nhớ nhờ anh Di đánh thử nha. Nè 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 nè. Đâu đâu cái bộ của em đâu rồi? Rồi quay cảnh hai nha. Không thấy cái chét ta. Không. Chẽm không vậy thôi hả? Lên đầu trên lại đi Di ơi, đầu trên nãy thấy mình tắt nhiều, bình thường dính đâu. Ơi ơi có kìa. Từ từ anh Di ơi. Đi lên. Đi lên cá nha anh em. Đúng là thổ địa có khác. Dân duyên hải thấy ghét. Cái chẻm nhỏ nhỏ cái là cái thắt lát. Rồi 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 rồi. Lụm con mồi luôn rồi. Lấy con mồi luôn rồi. Cá ăn thỏng xanh tô phóng đùng 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 chứ. Rồi nó gỡ lưỡi luôn anh Di ơi, anh khỏi cần gỡ. Dính cá đứng im ru trời. Không cho chạy xả mô bin nghe, két 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 trên này. Cái này không chịu ra đâu. Cái này không chịu chạy đó. Rồi sao? Đứng chịu vậy hả? Quá dữ. Con này có 2 kg ngoài không gì? Rồi.
Đó, thổ địa lên hàng nha các bạn. Em có thổ địa không? Ơi, từ 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 từ, trời dữ vậy. Trời ơi. Thôi trời, số bự cái kìa. Kìa, dơ dơ lên cái điện thoại em kìa. Đừng ấy, kìa cầm cái đọt á. Trời ơi, nóng lạnh vậy. Cá hết hồn nổi hơn kìa. À, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ăn sát mé luôn. Con cá này mọi người ơi, không biết nói gì sao, quá tỉnh luôn. Hết hồn. Đen thui vậy thòn. Quá đỉnh, quá đỉnh. Cá sắc nha mọi người, câu mà mềm nó dài muốn sủi nách luôn. Còn không? Xuống thịnh. Còn, 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 còn. Ừ, chạy kìa. Quay chạy. Rõ, rõ, đáng quay mà. Thôi, Hugo, Hugo. Quá hay luôn gì ơi. Lớn hả? Ôi, quá hay. Kìa, đưa lên cao kìa. Quá hay luôn em ơi. Rồi, vô. Rồi, đây. Lên dính dây nha. Gì của ai đây nó vậy? Cái gì vậy? Dây gì? Quá đỉnh. Đi thui nè. Quýnh mình kéo đi rồi cá nó thả lên đường cống mình chài. Cần thấy vậy không? Người ta đã mớm đau khổ lắm rồi mà còn chơi kiểu đó nữa. Nỗi đau gấp 10. Ừ. Nỗi đau nhân đôi á. Sẵn theo ha. Rồi có đây, có đây. Nhiều khi nó chỉ ăn cái mồi đó, mồi này nó chậm ăn. Cái hồ trong
trong kia chắc nó cạn rồi quá gì. Đóng cái rét. Lên hàng bằng nồng nặc nha mọi người. Sẵn một cái cạch luôn. Mềm nồng nặc nha. Bạn thấy rõ chưa? Nồng nặc nè. Cái đuôi nè. Đi hành là nha. Quá im luôn. Cũng được cho mọi người. Đây. Nồng nọc lên hàng nha các bạn. Cắn hư cái đuôi luôn rồi. Chế là câu tiếp.